Tam quốc diễn nghĩa, Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông. Sóng dập dồn đại hết anh hùng, được thua phải trái thoát thành không. Non xanh nguyên vẹn cũ, mấy đồ bóng tà hồng. Bạn đầu bạc ngư tiều trên bãi, mảnh trăng thanh gió mát vui chơi. Gặp nhau hồ rượu đầy dơi, xưa nay bao nhiêu việc phó mạch cuộc nói cười. Hồi 43, Viên Tào đều cất ba quân mã bộ. Trần Đăng hiến kế cho Lưu Bị rằng Tào Tháo chỉ sợ Viên Thiệu, Thiệu nay như hổ ngồi, giữ ở các quận Ký, Thanh, U và Tinh, quân mặc áo giáp có vài trăm vạn, văn quan võ tướng rất nhiều, sao không viết thư sang đó mà cầu cứu. Huyền Đức nói: Thiệu và tôi chưa có đi lại với nhau bao giờ, giả lại vừa đánh em hắn, sao hắn chịu giúp. Đăng nói: Ở đây có một người ba đời thông gia với họ Diên, nếu được người ấy đưa thư sang cho Thiệu, tất Thiệu đem quân lại cứu. Huyền Đức hỏi ai? Đăng nói: Người ấy là người ông xưa, nay vốn kính lễ, sau nay lại quên. Huyền Đức chợt nghĩ ra, hỏi: Có phải Trịnh Khang Thành tiên sinh không? Đăng cười nói: Chính phải. Nguyên Trịnh Khang Thành tên là Huyền, chăm học nhiều tài, khi trước là học trò Mã Dung. Mỗi khi Dung dạy học, bao giờ ông cũng treo một bức màn đỏ, ngoài thì học trò ngồi, trong thì đông những nhà trò con gái đứng hầu. Trịnh Huyền đến học trong 3 năm, mắt không trông ngang, Dung lấy làm lạ. Đến khi Trịnh Huyền học xong trở về nhà, Dung than rằng: Học được bí truyền của ta chỉ có một mình Trịnh Huyền. Trong nhà Trịnh Huyền, thị tỳ đều thuộc Mao Thiên. Có một thị tỳ làm trái ý Huyền, thường bắt Huyền mãi với thề. Một thị tỳ khác hỏi đùa: Hồ Di Hồ Nê Trung. Người kia lập tức đáp ngay: Bạc ngôn dạng tố, hùng bỉ chi nộ. Như thế thực là phong nhã. Đời vua hoàng đế, Trịnh Huyền làm quan thượng thư. Đến sau gặp loạn 10 tên hoạn quan, Huyền bỏ quan về Từ Châu làm ruộng. Huyền Đức khi ở Trắc Quận đã thờ làm thầy, đến khi làm mục ở Từ Châu, thường thường vẫn đến hầu rất bậc tôn kính. Bây giờ Huyền Đức nghĩ ra người ấy, lấy làm may mắn, liền cùng Trần Đăng đến nhà Trịnh Huyền, xin Huyền viết thư cho Viên Thiệu. Huyền nhận lời viết ngay một bức thư giao cho Huyền Đức. Huyền Đức sai Tôn Càn đi suốt ngày đêm đưa thư đến Viên Thiệu. Thiệu xem xong nghĩ rằng: Huyền Đức vừa đánh em ta, đáng nhẽ không giúp, nhưng vì có lời của Trịnh thượng thư đành phải đi cứu. Thiệu liền họp các văn võ bàn việc cướp quân. Mưu sĩ là Điền Phong can rằng: Mấy năm khởi binh luôn, nhân dân mệt mỏi, kho tàng trống rỗng, không nên lại khởi đại quân. Trước hết hãy sai người dân biểu tâu công thắng trận lên thiên tử. Nếu biểu không dâng lên được, bây giờ sẽ kể tội cho Tào Tháo, rồi đem binh đóng ở Lê Dương, làm thêm thuyền bè ở Hà Nội, sửa sang khí giới, phân phát tinh binh, đóng đồn ngoài biên ải. Như thế trong 3 năm, việc lớn có thể xong được. Mưu sĩ khác là Thẩm Phối lại nói rằng: Điền Phong nói thế không phải, lấy quay thần võ của Minh Công, sẵn có nền giàu mạnh ở đất Hà Sốc, đem binh đánh Tào Tháo dễ như trở bàn tay, hà tất phải kéo dài ngày tháng. Mưu sĩ thứ ba là Thư Thụ nói: Cái mưu đánh được không cứ gì ở sự cường thịnh. Tào Tháo đã có quyền trong tay, thi hành được pháp lệnh, quân lính lại tập luyện giỏi, không như bọn Công Tôn Toản ngồi bó tay một chỗ, nên không dùng mưu của Điền Phong với một đội quân vô danh, tôi trộm nghĩ là không phải. Lại có một mưu sĩ nữa là Quách Đồ nói: Thế thì không phải, đem binh đánh Tào Tháo sao gọi là vô danh. Ông nên kịp thời mưu tính sớm định nghiệp lớn. Xin ông nghe lời Trịnh thượng thư, cùng Lưu Bị đem nghĩa lớn đánh giặc Tào, trên hợp ý trời, dưới hợp lòng dân, thật là may mắn. Bốn người tranh luận mãi, Viên Thiệu trù trừ chưa quyết, chợt có Hứa Du, Tuân Thầm ở ngoài vào. Thiệu nói: Hai người kiến thức rộng, thử xem chủ trương thế nào. Hai người thi lễ xong, Thiệu hỏi: Trịnh thượng thư gửi thư đến, bảo ta khởi binh giúp Lưu Bị đánh Tào Tháo, nên khởi binh hay không khởi binh? Hai người đồng thanh nói: Minh Công lấy nhiều đánh ít, lấy khỏe đánh yếu, giết giặc Tào để giúp nhà Hán, khởi binh là phải lắm. Thiệu nói: Hai người nói chính hợp ý ta. Lập tức truyền lệnh cất quân, cho Tôn Càn về trước báo với Trịnh Huyền và hẹn Huyền Đức chuẩn bị sẵn sàng để tiếp ứng. Một mặt sai Thẩm Phối, Phùng Kỷ làm thống quân, Điền Phong, Tuân Thầm, Hứa Du làm mưu sĩ, Nhan Lương, Văn Xú làm tướng quân, khởi quân mã 15 vạn, quân hộ 15 vạn, cả thảy 30 vạn tinh binh tiến về Lê Dương. Xếp đặt đâu đấy rồi, mưu sĩ là Quách Đồ tiến lên nói: Minh Công lấy nghĩa lớn đánh Tào Tháo, phải làm nên một bài văn hịch nêu hết sự tàn ác của Tào Tháo, truyền tờ hịch đi các quận, kể rõ lẽ tại sao mình đem quân đánh, thế mới là danh chính ngôn thuận. Thiệu bèn sai thư ký là Trần Lâm làm bài hịch. Lâm tự là Khổng Chương,
vốn có danh tiếng, đời vua hoàng đế làm chủ bạ, nhưng Can Hà Tiến không nghe, lại gặp loạn động trác, Trần Lâm lánh nạn ở Ký Châu. Thiệu Dùng làm thư ký, bây giờ vâng lệnh thảo hịch, cầm bút viết xong ngay, bài hịch như sau. Thường nghe rằng, minh chúa nhân nguy để bày kế, trung thần lo nạn để lập công. Bởi thế, có người phi thường mới được lập được phi thường, có việc phi thường mới có công phi thường. Cái công phi thường ấy vốn không phải người thường có thể làm nổi. Trước kia, nhà Tần vua yếu, Triệu Cao lộng quyền, hống hách trong triều, một tay tát oai tát phúc, người bây giờ bị ức hiếp, không ai dám nói câu gì, đến nỗi có biến ở cung Vọng Di, tổ tông nhà nó bị tiêu diệt, để tiếng nhơ nhút đến ngày nay, làm gương cho đời. Cuối đời Lã Hậu, Sản, Lộc Chuyên Chính, trong giữ hai đạo quân, ngồi thống lĩnh nước Lương, nước Triệu, chuyên quyền ý thế, sự việc ở trong cấm sảnh, kẻ dưới lăng loàn, người trên suy yếu, bốn bể ai cũng lo sợ. Bởi thế Giáng Hầu và Chu Hư Hầu tức giận, nổi dậy giết sạch kẻ bạo nghịch, lập vua Thái Tông. Nhờ thế đạo dương hưng thịnh, sáng sủa và rõ rệt, ấy tức là cái nêu cao lập công của kẻ đại thần. Tứ không là Tào Tháo ngày nay, ông nói là trung thường thị tên đàn, cùng với bọn Tả Quan, Từ Hoàng, Hưng Yêu tác quái, tham lam rong rỡ, nát đạo hại dân. Cha nó là Tung, làm con nuôi của đàn, nhưng có nhờ đút lót mà được chức vị, xây vàng khiên ngọc, đem nộp cửa quyền, trộm giữ ngôi cao, làm nguyên độ quyền lớn. Đến Tháo, nồi giống sốt của quạng quan, vốn không có đức hạnh, gian xảo độc ác, thích gây ra sự biến loạn, vui mừng thấy sự tai dạ, Mạc Phủ Đê thống xuất hùng binh, quét trừ cái hung nghịch, gặp khi Đổng Trác lấn qua hại nước, bèn chống gươm khua trống, phát lệnh ra cõi Đông Hạ, thu dụng anh hùng, bỏ hết xấu để dùng được việc, cho nên mới cùng Tháo hợp mưu, trao cho chức tùy tướng, tưởng là tài ân khuyển có thể dùng được. Không ngờ nó ngu dại, kém mưu lược, khinh thường sự tiến quân và lui quân, đến nỗi thất bại, làm tổn thiệt quân sĩ. Mạc Phủ lại chia thêm cho quân tinh nhuệ, sửa sang bù đắp cho nó. Tâu xin cho nó sang Đông Quận lĩnh chức thứ sư ở Duyện Châu, thân dê chó đội lốt hổ, để nó có chút quyền hành, mong rằng nó sẽ có phen báo thù được trận thua trước như quân Tần báo thù được nước Tấn khi xưa. Nhưng Tháo lại thừa thế bạc hổ, bạo ác càng rỡ, tàn dân hại người lương thiện. Vì thế quan thái thú Cửu Giang là Biên Nhượng, tài cán giỏi giang, thiên hạ biết tiếng, nói thẳng lòng ngay, không ai xỉm ai, cũng bị nó hãm hại, đâu phải bêu vợ con phải tàn sát. Từ đó sĩ phu ai cũng tức tối, nhân dân lại càng quán ghét, một người dung cánh tay cả châu cùng hưởng ứng, cho nên thân nó bị thua ở Từ Châu, đất nó bị cướp về tay Lã Bố, bơ vơ cõi đông, không nơi nương tựa. Mạc Phủ nghĩ đến nghĩa gốc cạnh cành yếu mà thương nó, không buộc nó vào đảng của kẻ phản nghịch, cho nên lại dương cờ, mặc áo giáp, cất quân sang đánh, chiên trống giăng lừng, Lã Bố tan dở, cứu cho nó khỏi chết và khôi phục lại chức phương bá cho nó. Thế là Mạc Phủ, ta tuy không có công gì với dân Huyện Châu, nhưng thực là làm phúc cho Tào Tháo to lắm. Đến khi Loan Giá trở về, giặc cướp quấy rối, loạn thôi dĩ, bây giờ Ký Châu đang có việc đề phòng ở cõi Bắc, ta chưa sợ ra ngoài được, cho nên sai Tùng Sử là Trung Lan, Từ Quân sang truyền cho Tháo, phải sửa sang chúng giao miếu, giúp đỡ vua nhỏ. Nhưng Tháo dám rong rỡ làm càn, hiếp vua Thiên Đô, khinh nhờn nhà vua, nát phép loạn kỷ, ngồi giữa cả Diệp Ba Đài, chuyên chế triều chính, muốn thưởng ai thì thưởng, muốn giết ai thì giết, yêu ai thì người ấy sung sướng đến cả năm ngành, ghét ai thì người ấy phải chết cả ba họ, ai bàn tán phải trái thì bị trừng tội công khai, ai thầm dụng chê bai thì bị giết ngấm ngầm. Vì thế trong quan buộc miệng, ra đường chỉ dám đưa mắt nhìn nhau, còn các quan thượng thư thì chờ có buổi vào triều đến hỏi cho có mặt, công khanh thì chỉ gọi là có chức phẩm mà thôi. Cho nên quan thái quý là Dương Bưu từng giữ hai chức tư không và tư đồ nhất phẩm trong nước. Tháo nhân thế mang lòng ganh ghét, dù cho tội trạng đánh đập tàn nhẫn đủ cả năm thứ hình cụ, tự ý làm càn, không nghĩ đến phép nước. Quan Nghị Lan là Triệu Ngạn, lời ngay nói thẳng, có thể nghe theo. Vì thế vua nghe nói động lòng, thay đổi nét mặt, tỏ ý khen thưởng. Nhưng Tháo định che lấp lẽ phải, chẳng lấp đường nói năng của mọi người, tự tiện bắt Triệu Ngạn giết đi, không tâu vua biết. Lương Hiếu Dương là anh em ruột với tiên đế, lăng mộ của người là nơi tôn quý, dẫu đến cây cối trên mã kính cận gìn giữ, thế mà Tháo đem tướng sĩ khai quật phá áo quan, bỏ lộ thây, cướp lấy vàng báo, đến nỗi vua phải chảy nước mắt, dân sĩ phải đau lòng. Nó lại đặt ra quan trung lang tướng đào mã quan hiệu úy bới vàng, đi đến đâu tàn hại đến đó, xương trong mã phải bới ra cả ngoài. Nó ở ngoài tam công làm việc trộm cướp nhờ cả nước, khổ đến dân, làm hại cả người sống lẫn người chết.
Giả lại, chính sự tự toái thảm khốc, Lục Lệ bày ra thật nhiều, khắc gì dò dẫm đầy cả khe, hàng hố lấp cả đường, giơ tay mắc phải lưới, đụng chân dấp phải cạm. Cho nên ở Duyện Dự có những người đau buồn, kinh đô có những thời than vãn. Xem hết cả sử sách xưa nay, những kẻ làm tôi vô đạo, tham tàn ác nghiệt đến tháo lợi cùng. Mạc phủ ta đang phòng ngoại gian, chưa kịp dạy bảo nó, và cũng có ý khoan dung, mong cho nó tu tỉnh lại. Nhưng nó bụng dạ xài lan, mang tâm gây dạ, muốn đạp đổ cột trường, làm cho nhà Hán suy yếu, trừ với kẻ trung chính, chuyên làm kẻ kiêu hùng. Trước kia, ta dòng trống sang mặt Bắc, đánh công Tôn Toản, quân Cường khống nghịch, tặc cự nhau với quân ta một năm. Tháo nhân quân ta chưa đánh được, ngầm đưa thư cho Toản, ngoài mặt giả làm giúp quân ta. Kỳ thực đã định đánh úp quân ta, mới được người mang thư tiết lộ môn gian, Toản phải thua chết. Cho nên nhuệ khí của nó phải nhục, mà mưu đồ của nó cũng không thành. Này nó chiếm giữ thóc gạo, chặn sông giữ biển, muốn đem cánh tay con bọn ngựa chặn đường của xe thần xét. Mạc phủ nay phụng quay lên của nhà Hán, dẹp yên bờ cõi, kích dài trăm vạn, ngựa khỏe nghìn đàn, đem những tướng mạnh như Trung Hoàng, Hạ Dục, Ô Hoạch, dùng cái thế cung cứng nổ bền, từ Tinh Châu vượt núi sang Thái Hàn, từ Thanh Châu qua sông Tế, sông Lũy, đại quân qua sông Hoàng Hà đánh mặt trước, quân Tinh Châu xúc đất quyển, dịp đánh mặt sâu, sấm vang hổ sợ, khác gì cầm bó lửa đốt mớ bồng bông, dốc nước bể tưới đông cho tàn, còn cái gì không bị tiêu diệt. Giả lại, quân sĩ của Tháo, người nào có thể đánh trận được còn là người ở ưu khí, hoặc là quân sĩ của bộ hạ thủ, đều quán giận muốn về quê hương, rõ nước mắt trông về phía Bắc, còn như dân ở Duyện Dự. Và vua sốt của Lạ Bố, Trương Dương, đều là bị ức hiếp, tạm bỡ đi theo nó, dích thương chưa khỏi, quân nọ quân kia thù địch lẫn nhau. Nếu ta lên núi cao đánh tiếng trống, bất cờ trắng chiêu hoàng, thế tất đất lỡ ngói tan, không đợi lưỡi gươm phải dây máu mới dẹp yên được. Hiện nay nhà Hán suy đồi, ý cương trễ đãi, triều đình không có một người phụ tá nào giỏi, chân tay của vua không thể đánh dẹp được giặc. Trong kinh đô, những người lão luyện đều phải cúi đầu khép cánh, không biết trông cậy vào đâu. Tuy có kẻ trung nghĩa cũng bị nó bức hiếp, không làm thế nào thổ lộ được khí tiết của mình. Giả lại Tháo sai 700-500 binh lính bộ hạ của nó về chốn cung khuyết, ngoài mặt giả làm giữ gìn cho vua, kỳ thực là nó giam cầm vua. Chúng ta sợ rằng cái mầm phán nghiệp này nảy ra từ đó, ấy thực là bụi óc gan lầm, đất của trung thần và cái hội lập công của hào kiệt. Chúng ta chẳng nên gắng sức ư, Tháo nó lại mạo làm chiếu vua, sai sứ cất quân. Ta sợ những châu quận ở xa tưởng là chiếu vua thực, cấp quân cho nó, thế là trái với lòng dân và vào hùa với quân phản nghịch, phi cả tiếng mình lại để thiên hạ chê cười. Nhưng bậc minh triết tất không làm thế. Nay mai quân U Tinh Thanh Ký bốn châu cùng tiến lên, thư ta đưa đến Kinh Châu xin phải cất quân ngay, cùng quan kiến trung tướng quân Trương Tú hợp lại làm cho thanh thế được mạnh. Các châu quận cũng nên hợp sẵn nghĩa binh dàn khắp bờ cõi, thị võ dương oai cùng giúp cứu nền xã tắc, thế là cái công phi thường sẽ được rõ rệt dựng nên. Ai mà lấy được đầu Tào Tháo sẽ được phong tước hầu 5.000 hộ, thưởng tiền 5.000 vạn quan. Những bộ khúc tướng tá ai chịu quy hàng đều tha tội hết. Mở rộng ân tín ban bố phong thưởng, nên làm tờ hịch này bố cáo thiên hạ, để ai nấy đều biết nhà vua đang có nạn nguy cấp. Cấp cấp như luật lệnh.